Khai thác khoáng sản là một trong những lĩnh vực mang lại giá trị kinh tế lớn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng diễn biến hết sức phức tạp. Trong năm 2023, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử lý vi phạm hàng chục vụ việc. Tuy nhiên, số vụ vi phạm không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng. Tính riêng quý 1 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt 3 đơn vị với hơn 922 triệu đồng và 5 cá nhân 775 triệu đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định xử phạt 7 đơn vị. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ngoài các đơn vị chức năng, cần thiết phải nâng cao vai trò trách nhiệm của địa phương và cả người dân trong việc phát hiện, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.